làm nghề nấu rượu 4 năm đời nay. Nhưng với bà Nguyễn Thị Lâm ở Giao Thủy, Nam Định, từng hạt gạo, từng viên men để ủ rượu, nấu rượu vẫn được bà tỉ mỉ trong từng khâu. Bởi đối với bà, hương vị của từng mẻ rượu được làm ra không chỉ là để bán, để kiếm sống, mà đó còn là niềm tự hào của gia đình bà nói riêng và những người dân Giao Thủy, Nam Định nói chung. Làng Bình Di thuộc xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là làng nghề nấu rượu truyền thống đã có hàng trăm năm nay. Người dân làng từ bao đời nay gắn bó với nghề nấu rượu và bí quyết gia truyền trong quy trình chọn gạo, ủ men đã chưng cất lên một loại rượu quê ngon nổi tiếng, rượu Bình Di. Cái làng Bình Di này là có từ gần 200 năm nay và cái nghề nấu rượu cũng có từ rất lâu đời. Tức là trước đây là cả làng này đều làm cái nghề nấu rượu. Từ thời Pháp là người ta đã nấu rồi. Và cho đến bây giờ thì cái nghề này vẫn còn tồn tại. Tôi muốn là lưu giữ lại cái nghề truyền thống của làng mình. Để làm ra sản phẩm rượu Bình Di theo phương pháp cổ truyền thì rất công phu, đòi hỏi sự khéo léo và tốn nhiều công sức. Trước kia, khi đồ dùng bằng nhôm, tôn chưa được người dân biết đến, thì dụng cụ được dùng để nấu rượu là nồi đồng, nồi chốc làm bằng gang, thùng và muôi nấu rượu làm bằng gỗ mít và mo cau, lọ hũ đựng rượu bằng sành, sứ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ luyện kim, người dân nơi đây cũng biết cải tiến dần công cụ sản xuất, nhưng riêng lọ hũ đựng rượu nhất thiết phải làm bằng sành, sứ để đảm bảo chất lượng của rượu. Quy trình sản xuất rượu của người Bình Di rất công phu và tỉ mỉ trong từng khâu. Trước hết, nguyên liệu để làm rượu phải là gạo nếp cái hoa vàng, loại hạt chắc, bóng mẩy, dậy mùi thơm đặc trưng. Theo kinh nghiệm của bà Lâm, gạo nếp không được sát trắng quá mà chỉ tách bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài để giữ được nhiều loại vitamin và khoáng chất có trong hạt gạo. Còn gạo thì người ta nấu bằng gạo nếp. Trước đây cái vùng này là cái vùng ven biển, nước lợ, cho nên là cái giống lúa nếp chiêm trước đây là rất hợp với cái vùng đất nước lợ này và cũng rất thích hợp với cái nghề nấu rượu của cái làng Bình Di. Thì bây giờ cái giống nếp đó không còn nữa thì người ta dùng các cái giống nếp khác, nhưng mà nói chung là rượu làng Bình Di là đều nấu bằng gạo nếp. Và nấu theo cái phương pháp cổ truyền đó là sử dụng nồi đồng, chõ gỗ và chưng cất theo kiểu truyền thống. Trước khi mang gạo đi nấu chín, gạo phải được nhặt sạch sạn, thóc, sang sấy kỹ, sau đó ngâm trong nước để rửa sạch chất bẩn bám bên ngoài hạt, đồng thời làm cho hạt gạo mềm, trường nở, giúp dễ dàng cho quá trình nấu. Sau khi để ráo, gạo được cho vào nồi, thêm nước và nấu chín. Lượng nước cho vào được tính toán sao cho cơm sau khi nấu không quá nhão, cũng không bị sống. Việc làm chín hạt gạo nhằm hồ hóa tinh bột gạo giúp cho vi sinh vật dễ sử dụng tinh bột này để lên men rượu. Từ cái khâu làm men cũng như là khâu nấu cơm, ở đây là nấu cơm theo phương pháp cổ truyền, tức là nấu bằng nồi đồng và đun bằng rơm rạ và vùi trong tro, là cơm được chín kỹ đấy, và sau đó thì là được dỡ ra trong những cái cót hoặc cái nia, cái mẹt cho nó nguội rồi bốc và
ủ trong những cái chậu sành. Và khi mà cơm đã dậy mọng rồi thì lại cho vào những cái chum sành nhỏ, hãm khoảng một ngày rồi cho vào ngâm nước, và khoảng từ một tuần cho đến một tuần trở lên thì sẽ đưa vào chưng cất. Cơm sau khi nấu chín được trải đều trên một bề mặt phẳng để làm nguội xuống nhiệt độ thích hợp cho việc trộn bánh men rượu. Bánh men rượu được trộn vào bằng cách bóp nhỏ, rắc đều lên bề mặt lớp cơm với tỷ lệ thích hợp, sau đó cho tất cả vào khạp lớn, đậy nắp để bắt đầu quá trình lên men rượu. Men dùng để ủ rượu là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng của mẻ rượu. Người Bình Di thường tự làm men ủ rượu hoặc sử dụng men lá của đồng bào các dân tộc Tây Bắc để nấu rượu. Loại men này làm cho rượu sau khi nấu có vị cay nồng, nhưng để lại vị hơi ngọt ở cuống họng sau khi uống, mà không gây ra cảm giác đau đầu cho người uống. Nấu rượu thì trước tiên là mình phải chọn cái nguồn men theo từng địa phương. Thế thì đối với lại cái làng Bình Di thì từ xưa đến giờ là người ta nấu, người ta làm men từ những vị thuốc bắc, và người ta cùng với bột gạo, men thuốc bắc và cái men giống, người ta nặn thành những cái tấm bánh hình elip. Cái khéo léo ở đây là phải rắc men sao cho thật đều tay. Cứ một nồi rượu thì sử dụng 12 kg gạo nếp và 250 g men, không cho ít hay nhiều hơn lượng men nêu trên. Sau khi rắc men, người ta cho cơm vào trong chum bằng sành đậy kín. Nếu là mùa hè thì để ở nơi thoáng mát, còn mùa đông thì phải cho vào ổ rơm ủ kỹ để cho cơm lên men, hay còn gọi là cơm mọng. Sau 3 ngày thì đổ thêm nước vào chum cơm mọng. Vào mùa hè sau 7 ngày có thể đưa ra nấu chưng cất lấy rượu, còn vào mùa đông thì phải sau 10 ngày mới có thể đưa ra nấu. Rượu được nấu trên bếp than củi, phải để lửa cho vừa phải. Nếu để lửa to quá sẽ bị thấp bã, bị khê, ảnh hưởng đến chất lượng của rượu. Để nấu xong được một nồi rượu thì phải mất 3 giờ đồng hồ mới hoàn thành. Khi quá trình lên men kết thúc, tiếp tục là quá trình chưng cất để thu được rượu thành phẩm. Vất vả và công phu là thế, người dân Bình Di mới có thể thu được loại rượu ngon để sử dụng và cung cấp ra thị trường. Rượu Bình Di có màu trong suốt như nước mưa, hương nếp thơm ngào ngạt, nhấp một ngụm nhỏ thấy râm ràn trong cổ họng, sau đó lan tỏa khắp cơ thể, khiến khí huyết lưu thông. Và cho dù có uống hơi nhiều một chút, nhưng người uống không hề cảm thấy bị đau đầu. Theo những người dân Bình Di, rượu Bình Di uống ngon nhất khi được cho vào hũ hoặc chung rồi trôi xuống đất ít nhất 3 tháng. Lúc này, rượu không những dậy mùi thơm đặc trưng của nếp cái hoa vàng, trong suốt và để lại hương vị riêng sau khi uống. Cái rượu của làng cũng như là rượu truyền thống của gia đình, thì trong quá trình nấu rượu cũng như là khi mà sử dụng thì bản thân tự thấy rằng là rượu ở đây thứ nhất là nó thơm, có cái mùi thơm tự nhiên của rượu. Cái thứ hai là khách đến đây uống rượu thì đều có một cái cảm nhận là rượu uống vào êm và không bị đau đầu. Ngày nay, trên thị trường có rất nhiều loại rượu được sản xuất với những phương thức khác nhau. Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, nhiều cơ sở đã sản xuất loại rượu được pha chế từ cồn,
hoặc sử dụng hóa chất để kích thích làm nhanh quá trình lên men của cơm rượu. Thậm chí có người còn sử dụng loại men do Trung Quốc sản xuất, không cần nấu cơm, chỉ cần ủ men với gạo ướt. Sau vài ngày lại có thể đem ra nấu thành rượu. Loại rượu này sau khi uống thường gây đau đầu và có thể gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe nếu uống trong một thời gian dài. Vì thế, để chọn được rượu ngon và an toàn cũng cần có những kinh nghiệm riêng. Hiện nay thì những cái đồ xanh thì nó cũng không nhiều, cho nên là thường các cái cơ sở sản xuất, người ta sản xuất theo phương pháp công nghiệp thì người ta làm nhanh, và người ta thường là ngâm cơm cũng như ủ cơm là trong những cái chậu nhựa hoặc là trong những cái thùng sơn vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà làm bằng những cái dụng cụ như thế thì chính những cái dụng cụ đó nó cũng là một trong những cái độc tố làm cho rượu nó không được an toàn. Bên cạnh đó, để sử dụng rượu một cách an toàn và có lợi cho sức khỏe, cũng cần có những lưu ý riêng. Rượu nó phải thơm tự nhiên, có một mùi thơm đặc trưng của rượu. Cái thứ hai là rượu uống vào nó cảm giác là êm và có cái vị ngọt của rượu. Uống vào không có cảm giác vị sốc và đau đầu. Còn nếu mà rượu mà khi mà chúng ta ngửi mà không thơm, và khi ta uống ta thấy là nó hăng, nó sốc, thì nó chưa phải là rượu đã đạt tiêu chuẩn. Và một cái điều nữa là có lẽ phải nhờ đến khoa học, tức là người ta lại phải có những cái phương pháp để mà lọc những cái độc tố. Nhưng mà theo cổ truyền thì theo kinh nghiệm là nếu mà rượu mà uống vào mà nó thơm, nó ngọt, không bị đau đầu thì đó là những loại rượu ngon. Một là anh chỉ nên mua cái rượu của những cái gia đình nấu có truyền thống, biết đích thị người ta nấu bằng nếp cái hoa vàng, đích thị bằng cái men tốt và đã dùng rồi. Đấy, dùng nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm tháng rồi, nhiều người dùng rồi là an toàn tốt. Thứ hai là khi mình dùng cái rượu đó dù có ngon, có chuẩn đến chăng nữa, nhưng cũng dùng mức độ thôi. Đấy, ví dụ như theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, mỗi ngày mình chỉ uống 3 lần, mỗi lần chỉ một chén rượu nhỏ, tức là 40ml rượu, 40 độ trở lên. Đấy. Thế thì dùng vừa phải như thế thì tốt, thì có lợi. Còn nếu anh dùng quá là cũng nguy hiểm.